chúng ta sẽ lắc cái vòng 4 lần nha. 1, 2, 3, 4. Này làm lại. 1, 2, 3, 4. Ủa sao lắc tụt quần luôn vậy con? Thôi bạn nào lắc tụt quần kéo quần lên nha. Rồi lắc lại nào. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vừa lắc vừa kéo quần. Thôi lắc vừa kéo quần nha. Rồi cuối cùng chúng ta vỗ tay 4 lần. 1, 2, 3, 4. Rồi. Cái gì 5, 6. Rồi làm lại nào. Vỗ thấp. 1, 2, 3, 4. Đập cánh. 1, 2, 3, 4. Lắc mông. 1, 2, 3, 4. Và cuối cùng vỗ tay. 1, 2, 3, 4. Các bạn hiểu rõ chưa? Rồi chúng ta sẵn sàng nha. Rồi xin mời các bạn đứng nghiêm. Rồi sẵn sàng nha. Tôi sống trong một ngôi nhà đơn sơ bình dị. Hằng ngày chúng thường ngày chàng thường vác liều vào rừng sâu để kiếm